Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về tình huống tai nạn của hai bà cháu ngay trước cổng nhà khiến nhiều người chú ý. Đáng nói là sau cú ngã đau của hai bà cháu, đứa trẻ lại không hề khóc lóc mè nhiều mà còn nhanh chóng đứng dậy đỡ cô bà. Hành động này của bé gái đã nhận được rất nhiều lời khen. Sau cú ngã sóng xoài, người bà tuổi cao sức yếu không thể ngồi dậy được. Trong khi đó, bé gái đã lồm cồm chui ra khỏi xe đẩy. Mặc dù còn bé xíu, nhưng đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Em nhanh chóng đỡ rồi kéo tay bà dậy. Sau đó cô bé còn nhặt chiếc dép rơi trên nền đất, rồi cầm thêm chiếc mấn đội đầu của cụ bà. Em còn tự kéo luôn chiếc xe đẩy vào nhà.